Chào mừng tất cả các bạn đã đến với IDMB. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cảm biến quang. Như chúng ta đều biết thì cảm biến quang là thiết bị dùng để nhận biết sự có mặt của vật thể. Cảm biến quang sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với các cảm biến có chức năng cùng loại như cảm biến tiềm cận hoặc là cảm biến tiếp xúc, là nó có thể xác định được vật thể từ xa và không cần tiếp xúc và thời gian đáp ứng thì nhanh. Do đó, cảm biến quang thì được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp. Mỗi cảm biến quang thì có cấu tạo gồm 3 phần. Thứ nhất là cực phát, thứ hai là cực thu và bộ xử lý. Thì cực phát là nơi phát ra tín hiệu ánh sáng. Nó có thể là đèn LED hoặc là tia laser. Cực thu là nơi thu tín hiệu từ nguồn sáng và truyền tín hiệu đó đến bộ xử lý tín hiệu. Bộ xử lý tín hiệu là nơi xử lý tín hiệu và xuất tín hiệu đầu ra tương ứng. Cảm biến quang thì có 3 kết hoạt động chính, đó là thu phát, phản xạ và khuếch tán, tùy thuộc vào từng cách thức hoạt động để có các cách lắp đặt khác nhau. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào sâu trong từng cách thức hoạt động cụ thể. Với cách thức hoạt động là thu phát, ở đây chúng ta sử dụng hai thiết bị độc lập, đó là cực thu và cực phát. Bình thường khi chưa có vật thể đi qua thì cực phát sẽ phát ra nguồn sáng trực tiếp để cực thu, và cực thu sẽ luôn nhận được ánh sáng từ cực phát. Khi có vật thể chuyển ngang qua cắt đường truyền thì cực thu không còn nhận được ánh sáng từ cực phát nữa. Thì cảm biến hiểu là có sự xuất hiện của vật thể. Với cách thức hoạt động phản xạ thì lúc này chúng ta thay cực thu bằng gương phản xạ, và cảm biến sẽ đóng vai trò vừa là cực thu vừa là cực phát. Ban đầu khi chưa có vật thể thì cực phát sẽ phát ra ánh sáng đến gương phản xạ, và gương phản xạ sẽ phản xạ tín hiệu đồng thời về cực thu. Khi chưa có vật thể thì cực thu luôn nhận được ánh sáng. Khi có vật thể chuyển động cắt ngang đường truyền thì cực thu không còn nhận được ánh sáng từ cực phát nữa, do đó nó hiểu là có vật thể. Khác với chế độ phản xạ thì ở cách thức hoạt động khuếch tán thì vật thể cần phát hiện có vai trò như vật khuếch xạ ánh sáng về cực thu. Khi chưa có vật thể thì cực phát sẽ phát ra nguồn sáng ra môi trường của cực thu thì không nhận được ánh sáng đó. Khi có vật thể chuyển động đi qua thì nó khuếch xạ ánh sáng vào cực thu, do đó cực thu hiểu là có vật thể. Trên mỗi cảm biến sẽ có các đèn tín hiệu. Với đèn xanh thì thường báo hiệu cho đèn cho cảm biến đang hoạt động ở chế độ bình thường, và đèn đỏ sẽ sáng lên mỗi khi có sự xuất hiện của vật thể. Nút điều khiển độ nhạy của cảm biến và nút điều khiển chế độ dark on hay là light on. Vậy chế độ dark on là gì và light on là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Ban đầu cảm biến chưa được cấp nguồn thì đèn báo hiệu cảm biến có nguồn sẽ không sáng. Khi chúng ta cấp nguồn cho cảm biến thì đèn báo hiệu một sen sẽ sáng lên. Mỗi cảm biến thì thường có cấu tạo gồm 3 dây. Màu sắc quy ước của 3 dây này đó là màu nâu, màu xanh và màu đen. Chức năng tương ứng với dây màu xanh và dây màu nâu là 2 dây cấp nguồn nuôi cho cảm biến. Dây màu đen là nơi xuất tín hiệu đầu ra và được nối với PUC. Quay lại chế độ dark on là gì và light on là gì. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chế độ light on. Ở đây mình sẽ định nghĩa light on là gì. Light có nghĩa là ánh sáng, tức khi cực thu nhận được ánh sáng và nó xuất tín hiệu đầu ra là on, nên gọi là chế độ light on. Chế độ light on thì được thường áp dụng cho cách lắp đặt là khuếch tán. Ban đầu khi cấp nguồn thì cực phát sẽ phát ra ánh sáng và cực thu sẽ không nhận được ánh sáng. Khi có sự xuất hiện của vật thể thì vật thể sẽ khuếch tán ánh sáng về cực thu. Lúc này cực thu có ánh sáng nên xuất tín hiệu đầu ra là on, tức đèn báo hiệu vật thể là sáng. Ở chế độ dark on thường áp dụng cho cách thức hoạt động là phản xạ và thu phát. Trong ví dụ cụ thể đấy thì chúng ta sẽ xét đến cách thức hoạt động là phản xạ. Dark on có nghĩa là khi cực thu không nhận được ánh sáng thì nó sẽ xuất
tín hiệu đầu ra là on. Cụ thể ở ví dụ thì ban đầu cực phản sẽ phát ra ánh sáng và gương phản xạ sẽ phản xạ ánh sáng về cực thu. Cực thu luôn nhận ánh sáng từ cực phản. Khi có sự xuất hiện của vật thể chắn ngang đường truyền thì gương phản xạ không còn nhận được ánh sáng từ cực phản, do đó nó không thể phản xạ ánh sáng trở về cực thu. Cực thu lúc này không có ánh sáng, hay còn gọi là tối, hay là dark, và nó xuất tín hiệu đâu ra là on, tức là có sự xuất hiện của vật thể. Chúng ta vừa tìm hiểu về cảm biến quang, thì hy vọng video đã cung cấp cho các bạn một số kiến thức thú vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn.